Mới mua được cái này cũng hay lắm nè. Nếu như mà nhà ai á thích ăn những cái loại mà đậu hoặc là hạt xay á thì có thể mua cái này. Đương nhiên là nếu như mà nhà mình có máy xay sinh tố thì mình vẫn có thể xay được nha. Nhưng mà cái vấn đề đó là sẽ mất công mình vệ sinh hơn. Và nếu mà ai thích quay tay á thì mình có thể mua cái này. Thì đây là cái máy xay hạt. Mình có thể xay tiêu này nọ hoặc là xay cà phê, xay bất kỳ một cái loại hạt nào mà mình muốn. Nhưng mà nhớ quan trọng một điều đó là nếu như mà mình cần mịn á, thì thật sự ra thì cái này xay nó sẽ không có mịn mà nó sẽ hơi hạt 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 thôi đó. Thì đây là cái máy xay nè, cái máy xay mà kẹp bàn á. Nó cái hộp nó chỉ có vậy thôi, và đây là phụ kiện bên trong của nó nè, rất là đơn giản và giản đơn luôn. Sử dụng á, thì cũng dễ thôi. Thì để giới thiệu sơ qua một chút xíu, cái này á nó giống như là cái eto vậy đó. Nhà ai sử dụng eto á, thì sẽ biết mục đích của nó là mình sẽ kẹp nó vào trong cái bàn để mình cố định, bởi vì mình xoay tay mà, mình xoay bằng tay mà đó, nên nếu như mà không cố định vào mặt bàn á thì mình đâu thể nào mà mình xoay được đâu. Đây mình có một cái nắp nhựa này. Cái nắp nhựa này giống như là để mình ép nó xuống vậy đó. Giống như là máy ép xay sinh tố có cái đồ để ép cái cây xuống đó. Và đây là cái lưỡi dao chính của nó nè. Đó, cái lưỡi dao chính của nó. Và đây là cái đồ quay tay. Nó sẽ có cho mình một cái đồ vặn như vậy. Cái đồ vặn như là vậy á, để mình cố định cái tay cầm với lại cái lưỡi dao này nè. Cái lưỡi dao này á thì nó hơi ngộ, giống như là cái bàn bào vậy. Nên là nó làm bằng inox, và ở phía trên đây á, giống như là nó nhô 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 lên giống như là cái răng cưa. Nó còn cái này chỉ là một cái viên nhựa thôi. Cái viên nhựa này á để giúp cho bịt kín cái lỗ này nè. Đó, bịt kín cái lỗ này thôi chứ cũng không có gì quan trọng. Ban đầu mình nghĩ nó là silicon nhưng mà thật sự không phải, nó là một cái nhựa cứng. Thì nhựa cứng nó sẽ bền hơn silicon, tại vì nếu mà mình quay á, nó ma sát á, thì silicon nó sẽ rất là dễ bị rách. Để kết nối á, thì trước hết á, cái này là cái phần chính của máy nè, mình gắn nó vào đó, mình gắn nó vào thì nguyên lý hoạt động á, để mình gắn vào đi thì mình sẽ nói, sau đó thì mình sẽ cố định. Cái khó là mình cố định cái phần tay cầm này nè vào trong đây, bởi vì á mình phải cho cái đồ vặn này nè, nó sẽ tì xuống dưới đây đó, nên theo mình nghĩ là mình sẽ để cái phần thẳng đứng đó, tức là mình để cái lỗ này nè nó sẽ hướng lên trên, nó hướng lên trên trời nó. Còn cái tay cầm này nè thì nó cũng sẽ hướng lên đó, ngay chỗ một cái đồ vặn nè. Như vậy thì mình sẽ vặn, nó sẽ bám sát vào, nó sẽ ôm chặt vào đó. Sau đó thì mình xoay, thì cái cơ chế xoay của nó đó cũng rất là đơn giản thôi. Mình chỉ việc là mình bỏ đậu hạt hoặc là bất kỳ một cái gì đó mình muốn mình bỏ vào đây nó, thì nó sẽ xay mấy cái lưỡi dao này nè, mấy cái lưỡi dao mà đó nó nhỏ nhỏ đó, nó sẽ ma sát với lại cái thành này, nó sẽ làm nó sẽ xay nhỏ đi. Nhưng mà xay một lần á thì nó chưa có nhỏ đâu nha, mình nếu mà mình phải xay thêm vài lần á, mình phải xay thêm một hai lần gì nữa. Cái cảm giác nó xay á nó rất là dễ dàng nha, nó dễ dàng cực kỳ luôn á. Có một cái điểm á mình không thích một cái này á, đó là cái này là nó sơn ở phía bên trong đó, nó sơn ở phía bên trong cũng là cái màu cam này luôn đó, nên là khi mà mình sử dụng một thời gian á thì có thể là sơn nó sẽ bị chốc, và khi mà sơn nó bị chốc á thì nó sẽ bám vào trong những cái hạt mà mình đã xay rồi á đó. Nè nhìn nè, nó do là cái vấn đề á nó xay không có được mịn là do là cái ống ở phía bên ngoài nè, đó nó có cái diện tích lớn hơn là cái này, đây là nhìn nó nè, đó như là nó tạo thành một cái khoảng hở, một cái kẽ hở vậy đó. Nó không có ôm sát với nhau, nếu mà ôm sát với nhau thì mình nghĩ là xây thành bột cũng được nữa. Còn cái này nè, đó nó hơi bị ọp ẹp á, nên là nếu mà mình xây những cái hạt bự thì không sao, còn xây những cái hạt nhỏ nhỏ giống như là hạt bí này nọ đó, nó dẹp á thì nó đôi lúc như là nó ra nguyên một hạt luôn, nó không có nét. Với lại cái này nè, cái rất là quan trọng nè, khi mà mình mua á,
Các bạn phải nhớ một điều như vậy. Cái phần này nè, khi mà mình ép sát vào á thì nó vẫn, cái phần tỳ này nè, nó sẽ ép vào trong cái phần xay này luôn. Nên là nếu mà mình ép sát quá đó, mình xay thì nó sẽ ra nhựa luôn. Đó, nên là nếu mà mình mua về á để cho an toàn á thì trước hết thì mình phải gắn cái này vào. Bạn đè xuống và sau đó thì bạn sẽ xay cho nó mài hết cái phần nhựa. Nó do là mới mua về á, cái phần nhựa này á, nó cao nên khi mà mình gắn vào trong đây á, nó sẽ nhô lên một khúc như vậy nè. Tức là hai cái phần đầu này á là nó tì lên trên đây rồi. Nên là khi mà mình ấy để mình ép hạt á, đôi lúc mình ép sát quá đó thì nó sẽ xay ra được cái phần nhựa màu cam này luôn. Thế nên là khi mà mua về á thì trước khi mà mình sử dụng á thì mình phải ép sát như vậy nè. Sau đó thì mình là sẽ xay. Đó, mình sẽ xay cho nếu như mà có nhựa dư á thì nó sẽ rớt nhựa dư xuống. Đó, như vậy là nó đã hết nhựa dư rồi. Còn khi mà mình sử dụng á, mình chỉ việc kẹp kẹp cái này vô trong bàn thôi. Mình kẹp cái này vô trong bàn. Đó, mình kẹp cái bàn này vô trong bàn, sau đó mình sẽ bỏ hạt vào. Mình lấy cái này để mình ép xuống và sau đó mình xay. Nếu mà xay chưa nát á, thì mình có thể xay thêm một hoặc là hai lần nữa. Cái quan trọng á, là cái này nó rất là dễ xay. Đó, nó dễ xay cực kỳ luôn. Dễ xay lắm luôn á.